Thông tin ca sĩ Ngọc Sơn kết hôn ở tuổi 51. Vừa qua, Ngọc Sơn khiến khán giả bất ngờ khi đăng ảnh cưới bên một người phụ nữ với dòng trạng thái. Nếu Ngọc Sơn cưới, đại gia đình sẽ tặng quà gì? Nhiều cư dân mạng phỏng đoán Ngọc Sơn đã tính đến chuyện lập gia đình. Người hâm mộ gửi lời chúc mừng và mong nam ca sĩ hạnh phúc với tổ ấm riêng. Trên mạng, nhiều khán giả thể hiện sự tiếc nuối khi anh ba không tổ chức đám cưới, làm mình mừng hụt cứ tưởng hình cưới của anh. Thôi anh cưới luôn cô trợ lý của anh đi. Cô ấy rất xứng đôi với anh. Độc giả Trần Hạnh viết. Tài khoản thắm Nguyễn than thở, hóa ra chỉ là em vi. Tại sao lại để con thất vọng thế? Chưa lúc nào tôi buồn như lúc này. Khán giả Kim Cương nhắn nhủ. Anh ba lập gia đình thôi. Đại gia đình chúc anh trăm năm hạnh phúc. Cô dâu giấu mặt trong loạt ảnh chia sẻ chính là nữ ca sĩ Trương Lời In Hát học trò của Ngọc Sơn ở chương trình Thần Tượng Bolero. Nữ ca sĩ được đánh giá có vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng và giọng ca ngọt ngào. Cô dâu được xác định là nữ ca sĩ Trương Lơ In học trò của Ngọc Sơn từ chương trình Thần Tượng Bolero. Trương Lơ In được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng cùng giọng ca ngọt ngào. Khi cô dừng bước ở Thần Tượng Bolero, nhiều khán giả tỏ ra rất tiếc nuối cho tài năng trẻ này. Không chỉ có tài năng, Trương l i còn là người biết đối nhân xử thế, luôn khiêm tốn, lễ phép ham học hỏi. Hội tụ đủ những phẩm chất mà Ngọc Sơn trân trọng nên anh quyết định dìu dắt cho người học trò này. Khi biết Ngọc Sơn chỉ kết hôn trong Vi, Phan bày tỏ nuối tiếc và mong anh sớm yên bề ra thất ở độ tuổi không còn trẻ. Giọng ca lòng mẹ từng bày tỏ, nhiều năm qua, chuyện tình yêu của tôi luôn khiến đại gia đình bận lòng và tôi luôn cảm thấy ái náy về chuyện đó. Tôi khẳng định mình không hề có ý định cô đơn cả đời dù bên cạnh đã có đại gia đình, có người thân, bạn bè và các em học trò. Tôi luôn mở lòng với những người xung quanh, bất kể thân phận hay hoàn cảnh, chỉ là duyên vẫn chưa tới nên đã khiến mọi người đợi lâu. Bản thân tôi cũng không có bất kỳ một hình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ cần có sự rung động, đồng cảm của hai tâm hồn và đủ duyên phận để bên nhau dài lâu mà thôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại